Chào mừng các bác đến với series test nhân phẩm của sàn gỗ Yami Malaysia siêu hot trên thị trường. Trong tập 2, chúng ta sẽ cùng test khả năng chống thấm qua hèm và dễ dàng vệ sinh của sàn gỗ Yami. Trong thử nghiệm, Gian Home sẽ đổ lên đường hèm sàn Yami nước lọc cà phê tương ớt giữ nguyên trong vòng 3 tiếng đồng hồ trong điều kiện phòng thông thường. Chúng ta có thể thấy sau 3 tiếng, nước cà phê tương ớt chỉ lan ra mà không hề ngấm xuống, dễ dàng lau chùi không hề để lại vết bẩn. Ở mặt sau hẻm cũng không hề có hiện tượng thấm xuống, quá tuyệt vời để lựa chọn sàn gỗ Yami cho mọi không gian. Bấm follow kênh Gian Home ngay để đón xem nhiều video thú vị và cập nhật các chương trình ưu đãi khủng nhé!